Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2021, xã Thượng Trưng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2021. Đây là đơn vị được huyện Vĩnh Tường chọn làm điểm tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Dự khai mạc về phía tỉnh có đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Huyện Vĩnh Tường có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Chí Thái, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Trưng và đông đảo cán bộ, vận động viên và nhân dân địa phương. Những năm qua, xã Thượng Trưng đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong trào thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng luyện tập, thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ công tác chỉ đạo, tập hợp lực lượng, tập luyện và chuẩn bị chu đáo, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Thượng Trưng lần thứ 6 được tổ chức với quy mô trang trọng, với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 19 khối với hơn 1.100 người tham gia. Khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao xã Thượng Trưng lần thứ 6 năm 2021 thu hút trên 170 vận động viên đến từ các hội, đoàn thể, trường học, thôn tham gia thi đấu, tranh tài ở 6 môn gồm kéo co, điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện Vĩnh Tường lần thứ 6 ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Trưng đạt được trên các lĩnh vực nói chung, trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao nói riêng. Để Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra thành công, đồng chí Lê Chí Thái đề nghị làm tốt một số nội dung sau. Qua đại hội, cần nhìn lại và đánh giá đúng thực trạng phong trào thể dục thể thao quần chúng trong toàn xã, từ đó rút ra những bài học tốt trong chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng.